hát tặng quý vị nghe cho nó vui. Ai lên chùa mà ngủ gục bị sư phụ là cho, ngài có nói năng chi con cùng ngủ cho bằng được. Ai nói chi cùng mặc kệ, ngủ thì ngủ mà tu thì tu. Ai lên chùa cùng ham ngủ, mỗi lần ngủ là say sưa. Bởi vì thế cho nên ba giờ trưa chưa dậy, bị sư phụ cầm gầy quất một mớ ba rồi. Ai lên chùa cũng ham ngủ, mỗi lần ngủ là mê say. Thuyền vượt sóng lên mây, đi vào trong cõi mộng, cho đời thêm vòng đồng, để cuộc đời trôi không. Ơn sinh thành cô cha mẹ, nghĩa sư phụ cao thâm. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sinh. Nguyện đem hết thân tâm, tu hành cho thành đạt, mai này sang cực lạc, trở về độ chúng sinh. Hết buồn ngủ chưa?